Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu bão Noru và dự báo mùa thiên tai khốc liệt. Miền Trung chuẩn bị đón bão Noru, một trong những cơn bão mạnh nhất 20 năm qua đổ bộ nước ta. Tuy nhiên, đây mới là chỉ là khởi đầu của một mùa thiên tai dự báo khốc liệt và dị thường ở miền Trung năm nay. Siêu bão mạnh nhất 20 năm qua. Quá nhanh, quá nguy hiểm là cụm từ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về cơn bão Noru đang tiến nhanh về miền Trung nước ta. Hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão vào 3 ngày trước. Bão Noru có một tốc độ phát triển đáng kinh sợ khi chỉ trong 42 giờ đã tăng từ cấp 8 lên cấp 15, giật cấp 17. Cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vận tốc trung bình là 20-25 km/h. Thời điểm áp sát bán đảo Luzon của Philippines, Noru đạt sức mạnh xấp xỉ của một siêu bão, giật trên cấp 17, khiến quốc đảo này phải ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 5, mức thảm họa. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ chiều ngày 27 tháng 9 với cường độ khi gần bờ có thể duy trì cấp 12, 13, giật cấp 14. Bão hướng về các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, bao gồm các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong 20 năm qua, tương tự như bão Sansene năm 2006, Kestana năm 2009 hay bão Molave năm 2020. Điều đáng lo ngại, bão đổ bộ ngay khi miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lớn cực đoan kéo dài từ 4 ngày nay. Lượng mưa trong 3 ngày, nhiều nơi rất lớn như Sầm Sơn, Thanh Hóa 359mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An 279mm, Động Liêu, Hà Tĩnh 269mm, Sơn Nguyên, Phú Yên 256mm, mưa lũ và ngập úng cục bộ đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Đợt mưa lớn cực đoan vừa qua hay tác động của bão Noru chỉ là sự khởi đầu cho một mùa mưa bão được đánh giá khốc liệt ở miền Trung trong năm nay, đỉnh điểm là tháng 10 và tháng 11. Cảnh báo mưa chồng mưa, bão chồng bão. Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến tháng 12 năm 2022, La Nina tiếp tục duy trì với xác suất 80-90%. Thông thường một chu kỳ La Nina kéo dài 2 năm, chu kỳ lần này đã bước sang năm thứ 3, đây là một điều rất hiếm gặp. Ông Lâm chia sẻ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến hết mùa mưa bão, Biển Đông có thể xuất hiện 5-7 cơn bão áp thấp nhiệt đới tính cả bão Noru. Trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, không loại trừ khả năng đến tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Những năm có La Nina tác động, mưa bão thường dồn dập vào cuối năm, trong đó nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật dị thường. Bão dồn dập kết hợp với điều kiện địa hình và không khí lạnh đến sớm, khiến miền Trung có thể đối mặt với thiên tai khốc liệt với nguy cơ bão chồng bão, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ như từng xảy ra năm 2020, cũng là một năm La Nina tác động, gây ra nhiều thiên tai kỷ lục và thiệt hại thương tâm ở các tỉnh miền Trung. Vì sao bão Noru mạnh lên trước khi đổ bộ miền Trung? Chuyên gia cho biết, khi vào đến khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, bão gặp điều kiện thuận lợi để mạnh trở lại cấp 13, 14 trước khi tiến vào đất liền từ Đà Nẵng đến Bình Định. Tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Noru đã bắt đầu giảm cấp khi quét qua phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Lúc 19 giờ, sức gió duy trì ở cấp 13, 14, giật cấp 16, giảm một cấp so với 3 giờ trước. Ngay khi vào Biển Đông ngày hôm nay, bão tiếp tục giảm cường độ xuống cấp 13, giật cấp 16. Tuy nhiên, quá trình di chuyển trên biển, hình thái này có xu hướng mạnh trở lại. Thời điểm cơn Noru đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông là tối ngày mai, khi tâm bão còn cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định 300 km. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17. Như vậy, bão tăng một cấp khi vào sát bờ. Trong khi đó, mô hình dự báo của trang TSA cho thấy bão có giai đoạn giảm cấp từ Cat 4 212 km/h xuống Cat 1 130 km/h sau khi quét qua Philippines và vào Biển Đông. Sau đó hình thái này mạnh dần trở lại và đạt đến Cat 3 185 km/h khi áp sát đất liền vào ngày mai. Như vậy, theo mô hình này, bão Noru có thể tăng 2 Cat,
tương đương 2 đến 3 cấp từ cấp 13 lên cấp 15, 16 khi vào gần đất liền Trung Bộ. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định thời điểm vào đến phía nam của đảo Hoàng Sa, bão ở giai đoạn trưởng thành, có nhiều điều kiện khiến bão mạnh trở lại. Theo chuyên gia, nhiệt độ về mặt nước biển, khu vực này tương đối cao, việc di chuyển trên vùng biển ấm thuận lợi cho sự mạnh lên của bão. Đồng thời, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để hình thái này tích tụ năng lượng và mạnh lên khi vào gần bờ. Sau đó, khi bắt đầu có ma sát, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền với sức gió mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14. Với cường độ trên, người dân có thể hình dung sức gió khi đổ bộ vào Nauru trong những ngày tới tương đương với bão Sasene vào tháng 9 năm 2006, bão Kesana vào tháng 10 năm 2009 hay gần nhất là bão Molave vào tháng 10 năm 2020. Chuyên gia cảnh báo 4 địa phương khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh, thành phố có thể ảnh hưởng gián tiếp là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum. Dự báo ban đầu cho thấy 2 ngày tới, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có thể hứng lượng mưa lớn lên tới 150-300mm một đợt, có nơi trên 350mm. Với mưa rất lớn trút xuống trong thời gian ngắn, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Từ đêm mai đến ngày hết tháng, mưa lớn cũng trút xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa tương tự như trên. Trong bản tin lúc 20 giờ tối qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, bão Nauru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Tối nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16. Hình thái này sau đó giữ vận tốc, đi thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày mai, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây nam của đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc, hướng đi và tiến vào đất liền Trung Trung Bộ. Dù vậy, ngay từ tối và đêm mai, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão. Để chủ động ứng phó với bão Nauru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công điện ứng phó khẩn cấp với cơn bão Nauru, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để vận dụng phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phương án ứng phó với bão. Theo dự báo, siêu bão Nauru, bão số 4 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh đang tiến vào Biển Đông, hướng vào các tỉnh miền Trung nước ta. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí bám sát thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và các bộ, ngành, địa phương tăng cường cập nhật thông tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác ứng phó của các cấp, ngành, khuyến cáo, hướng dẫn để người dân biết chủ động phòng chống bão, mưa lũ, cũng như tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp đưa tin về cơn bão, mưa lũ. Theo đó, ưu tiên tập trung thực hiện triển khai và thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24/24, theo dõi sát tình hình diễn biến của bão tại các khu vực ven biển và mưa lũ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới và thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng chống bão, mưa lũ và công tác tìm kiếm nạn nhân về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Thông tin Truyền thông. Cục Viễn thông tham gia đầy đủ công tác họp báo về ứng phó với bão do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức, là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến của bão, tham mưu cho lãnh đạo các bộ, phương án chỉ đạo ứng phó với bão, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của bão khi có yêu cầu từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa, lũ để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân theo dõi, cập nhật thường xuyên. Trong đó đặc biệt chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra mưa lũ sau bão và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ ngập lụt. Cục Thông tin cơ sở chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh không dây đưa tin cảnh báo dự báo về bão, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó của chính quyền để người dân biết và chủ động phòng tránh.
Cục Bưu điện Trung ương đáp ứng thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ứng phó với bão mưa lũ khi có yêu cầu. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố và các đài truyền thanh cơ sở cập nhật bản tin dự báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tăng cường thời lượng và tần suất phát bản tin dự báo bão, mưa lũ để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống, đặc biệt là công tác ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra và công tác di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tập trung triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó bão, mưa lũ, lên phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố xảy ra, tập trung gia cố lại toàn bộ nhà trạm, cột cao, cột anten thuộc các hệ thống đài phát thanh, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn và mạng ngoại vi có khả năng bị ảnh hưởng của bão, bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới như thiết bị nguồn điện, máy nổ, nhiên liệu máy nổ, ắc quy cho các đơn vị trên địa bàn dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão mưa lũ. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến bão mưa lũ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về Bộ Thông tin và Truyền thông. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất trên kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!